Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ. Chúng ta đã chính thức bước qua tháng 8. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2021 của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Ngày hôm nay đã là ngày 2 tháng 8, ngày thứ hai rồi. Thì trong video ngày hôm nay thì chia sẻ rất nhiều những thông tin với các bạn Hôm qua thì không làm video Nhưng mà trước hết ấy, muốn dành thời gian để mà cảm ơn những bạn nào Mà đã đợi lại comment và chúc mừng sinh nhật của thần Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà để lại comment Không chỉ riêng những cái video gần đây mà tất cả những comment từ trước tới bây giờ Có thể là rất nhiều comment đã được để lại trên những mạng xã hội cũng như là ở trên những cái video YouTube thì Thuận không có thời gian để mà trả lời chi tiết từng comment một Nhưng mà Thuận có thể chia sẻ với các bạn là tất cả những cái comment các bạn để lại thùng đều đọc hết và ít nhất thì thùng sẽ để lại một cái chữ thank you các bạn đã ủng hộ kênh cũng như là để lại comment nhưng mà nào mà đã thường xuyên comment trên channel này cũng đã biết là thường dành rất nhiều thời gian để mà đọc những comment này tại vì đối với thùng nó nó rất là có giá trị và những câu hỏi mà dài hơn nó cần nhiều cái sự nghiên cứu cũng như là không thể trả lời ngắn gọn trong một vài dòng chữ thùng sẽ lưu lại những cái tài liệu đó để thường có thể làm những cái video uh, chi tiết hơn để mà chia sẻ với các bạn Như bây nào mà đã từng để lại comment hỏi Thuận về nhiều vấn đề Thì các bạn cũng đã biết là Thuận dành thời gian để mà tìm hiểu sau đó làm video để mà chia sẻ với tất cả các bạn Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian và ủng hộ Thuận Capital Và trong tháng này đó các bạn cũng đã biết là chúng ta sắp sửa có một cái event Đó chính là event kênh Thuận Capital sẽ chính thức bước qua 100.000 subscribers Bây giờ chúng ta đã rất gần rồi các bạn 99.400 subscribers Chúng ta chỉ cần 600 bạn nữa thôi là chúng ta sẽ chính thức bước qua 100.000 subscribers Thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà ủng hộ kênh Thì trong video ngày hôm nay đây chúng ta sẽ nói về tình hình à, của giá cả của Bitcoin Chúng ta cũng sẽ nói về những cái yếu tố hiện bây giờ mà mọi người nói tới liên quan tới cái tình hình mà giá cả tăng trưởng này là như thế nào chúng ta cũng sẽ nói tới những cái thông tin như là liên quan tới stock flow chúng ta cũng sẽ nói tới một số thông tin on chain mà thường cảm thấy thú vị thường muốn chia sẻ với các bạn cũng như là những cái tin tức liên quan tới bitcoin như là golden tree hay là chúng ta sẽ nói tới một số những cái tài liệu được chia sẻ ngày hôm nay bởi ngân hàng bank of america liên quan tới việc là quốc gia el salvador chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp là ảnh hưởng như thế nào cũng như chúng ta cũng sẽ nói tới một số những cái thông tin như là cái tin đồn liên quan tới Saudi Aramco uh, sẽ đào Bitcoin hay là chúng ta cũng sẽ nói tới những cái altcoin các bạn thấy được là chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng rất mạnh liên quan tới Ethereum Ethereum bây giờ đã qua khỏi 2.600 đô rồi chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa thôi là sẽ đến cái cập nhật lương đồn mà có cái đề xuất EIP 1559 cũng như chúng ta sẽ nói tới một số những cái sự kiện trong tuần này chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về một số những tài liệu on chain liên quan tới Ethereum chúng ta cũng sẽ nói tới Cardano chúng ta cũng sẽ nói tới à, những cái sàn giao dịch ở Hàn Quốc chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà chia sẻ về Ripple nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì khi mà chúng ta nói tới giá cả của Bitcoin đó, các bạn đã thấy được là hiện bây giờ đó giá Bitcoin là vẫn trên 40.000 đô Thật ra các bạn thấy là ngày hôm qua đó thì giá Bitcoin đã lên tới mức cao gần đây đó chính là 42.600 đô. Thì sau đó vài tiếng đồng hồ thì các bạn thấy được giá cả đã có cái sự điều chỉnh đi xuống. Và trong ngày hôm nay đã xuống tới mức là 40.611 đô vẫn hơn là 40.000 đô. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào tình hình á, nhiều bạn thì chỉ thích nhìn vào cái sự đi xuống giá trong vòng mấy giờ qua mà thôi. Nhưng mà trên thực tế khi mà chúng ta Chuyển qua biểu đồ của nến ngày đó, chúng ta đang nhìn vào sàn của Coinbase thì các bạn sẽ thấy được là cái sự tăng trưởng gần đây của Bitcoin đó rất là cao, các bạn thấy được là đi từ cái thời điểm là từ 30.000 lên tới 40.000 liên tục trong vòng một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, 8 ngày, 9 ngày 10, ngày, 10 ngày. 10 ngày liên tục là những ngọn nến màu xanh và các bạn thấy được là khi chúng ta có nhiều ngọn nến màu xanh như vậy thì cái sự mà điều chỉnh cũng là một chuyện bình thường mà thôi. Chúng ta thấy một ngọn nến đỏ ngày hôm qua và hôm nay chúng ta cũng đang chứng kiến một ngọn nến đỏ nhưng mà không có sâu lắm. Giá vẫn tiếp tục trên 40.000 đô thì các bạn thấy được là tình hình như vậy đó đã từng xảy ra hay chưa nghĩa là tình hình nằm 10 ngày liên tục là nến màu xanh thì như bạn sẽ nói thuận là ở trên sàn Coinbase là như vậy nhưng mà khi mà nhìn vào sàn của Binance thì cái ngọn nến là có một ngọn nến màu đỏ rất là mỏng nhưng mà đối với thuận nên thì nhiều người bây giờ là vẫn tiếp tục nhìn vào tình hình của sàn Binance thì là 10 ngọn nến màu xanh liên tục trước khi chúng ta thấy sự xuất hiện của ngọn nến màu đỏ ngày hôm qua tình hình này đã từng xảy ra hay chưa thì để trả lời câu hỏi này để chúng ta nhìn vào quá khứ thì đã từng xảy ra rồi. Các bạn thấy được là Bitcoin đóng lại 10 ngọn nến màu xanh liên tục. Lần cuối cùng điều này xảy ra là cuối năm năm 2020 cho đến đầu năm năm 2021. Và trong lịch sử của Bitcoin đó, điều này chỉ xảy ra có 5 lần mà thôi. Với cái sự trung bình giá tăng là 61% trong vòng 60 ngày. Thì khi mình đăng cái status này ra nhiều bạn cũng có nhiều câu hỏi là điều này có nghĩa là gì? Thì khi mà các bạn nhìn trên màn hình đó các bạn thấy được là có một cái tấm hình tấm hình này đó là chia sẻ năm cái đợt mà chúng ta có 10 ngọn nến màu xanh liên tục thực ra có một lần chúng ta được là có tới 13 ngày liên tục bị không là màu xanh đó chính là năm 2017 thì chúng ta được là trước đây đó đã từng có bốn lần cộng với lần này là 5 lần tổng cộng là giá Bitcoin tăng trưởng liên tục trong vòng 10 ngày thì khi mình zoom vào đó các bạn thấy rõ ràng hơn là những ngày đó là những ngày nào thứ nhất là năm 2013 tháng 10 ngày 31 tây cho đến tháng 11 ngày 9 tây của năm 2013 là 10 ngày tăng liên tục kế đó nữa là các bạn được năm 2017 đó chúng ta có hai đợt lần không phải là một đợt đợt đầu tiên là 29 tháng 4 cho đến ngày 1 tháng 5 là 13 ngày tăng liên tục Kế tiếp nữa là ngày 6 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 là tăng liên tục 10 ngày. Sau đó cái bài được năm 2020 thì ngày 24 tháng 12 cho đến ngày 1 tháng 1 đã tăng liên tục 10 ngày. Và đợt cuối cùng là mới vừa xảy ra từ ngày 21 tháng 1. Thì chúng ta thấy được là khi mình nhìn vào lịch sử, đây kia là lịch sử mà thôi. Không ai biết được tương lai như thế nào nhưng mà ý thường muốn chia sẻ với các bạn đây đó là cái số liệu lịch sử cho chúng ta thấy được là mỗi lần mà điều này xảy ra, nghĩa là mỗi lần mà chúng ta có 10 ngọn nến ngày liên tục là màu xanh đó, thì, thì zoom ra để các bạn thấy rõ hơn, thì các bạn thấy được là trung bình 60 ngày sau đó, ở những cái phần bên trên này đó là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày và 60 ngày, thì, thực sự trước đây cho thấy được là 60 ngày sau khi mà chúng ta có 10 ngọn nến xanh liên tục đó là trung bình, trung bình sẽ tăng 61%, còn cái phần mà chính giữa đó là tăng khoảng chừng là 53%, còn cái mức tăng cao nhất 60 ngày sau khi mà có 10 ngọn nến xanh liên tục là 134% và thấp nhất là 2%. Và chưa bao giờ mà chúng ta thấy cái đợt mà 10 ngọn nến xanh liên tục của đến ngày mà 60 ngày sau đó hay là 30 ngày sau đó mà chúng ta thấy có cái sự giảm giá hết đều là tăng giá theo lịch sử trước đây. Và nhiều bạn thì có thể thấy được là nếu như trung bình 60 ngày sau khi mà có 10 ngọn nến xanh liên tục thì tăng 61% thì chúng ta thấy được là nếu như chúng ta chỉ tính một cách đơn giản thôi là Bitcoin ở mức giá là 41.000 đô đi thì 41.000 đô nhân cho 1.61 thì trong vòng 60 ngày nếu như mà chúng ta tính theo lịch sử trung bình ấy, thì chúng ta sẽ trở lại cái mức giá là 66.000 đây là một điều mình không muốn chia sẻ với các bạn dựa trên sự mới thôi chúng ta sẽ tiếp tục quan sát coi tình như thế nào nhưng mà đây cũng là một trong những điều mà được nhiều người nói đến cho nên thường muốn chia sẻ với các bạn thì khi mà chúng ta nói tới cái yếu tố mà dẫn đánh giá cả tăng trưởng gần đây đó thì nhiều người đầu tiên hết đó là chỉ giao cái yếu tố là cái hiện tượng short squeeze như là cái lệnh short đó, lệnh đánh xuống bị thanh lý trên những sàn giao dịch khiến cho giá cái Bitcoin tăng lên từ mức là 30.000 đô nhưng mà sau đó đó thì nhiều người đã nhận ra được là trong tình hình này tuy là các bạn thấy được là về cái phương diện pháp lý đó có thể là nhiều sàn giao dịch họ đang di chuyển coin của mình nhưng mà khi mà chúng ta nhìn tổng quát đó thì Willy Wu đã nhận ra được là cái bạn thấy được là hiện bây giờ chúng ta đang chứng kiến một cái hiện tượng gọi là cú sốc supply, có nghĩa là cái nguồn cầu đó cũng như vậy hay là tăng lên nhưng mà nguồn cung đã bị giảm đi trên những cái sàn giao dịch. Trên màn hình các bạn đó có ba cái đường là có ba màu. Cái đường bên trên này đó màu xanh dương đó chính là giá cả của Bitcoin. Cái đường mà màu hồng bên dưới này đó hay là màu tím đó thì các bạn thấy được là đây là cái đường cho chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin bị mất đi trên những sàn giao dịch và cái đường mà màu xanh lá cây bên dưới này đó là liquid supply shock có nghĩa là dựa trên những yếu tố này đã cho thấy được là chúng ta đang chứng kiến một cái cú sốc liên quan tới nguồn cung tại vì cái số lượng Bitcoin nhà lại càng biến mất đi trên những sàn giao dịch và thường đó thì chúng ta sẽ thấy là cái hiện tượng là Bitcoin biến mất trên những sàn giao dịch trước sau khi chúng ta thấy sự phản ứng của giá cả cho nên đối với Willy Woo, chúng ta vẫn đang chứng kiến cái hiện tượng cứu sốc nguồn cung này Và khi mà chúng ta nhìn vào những cái tài liệu như là tài liệu trên Crypto Khoan đó Thì các bạn thấy được là trong thời gian gần đây liên tục là một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày Chúng ta đều thấy cái hiện tượng là Bitcoin rời khỏi sàn tôi là nhiều người nói là những cái thanh dài này đó Giống như là các bạn thấy được là ngày 27 Tây đó Thì có thể là liên quan đến những cái sự kiện pháp lý Nhưng sao dự thật có thể là rút cái Bitcoin của mình à, Để mà đẩy qua những cái sàn khác hay những cái ví khác của họ Nhưng mà trên thực tế các bạn thấy được là chúng ta vẫn chưa thấy những cái dấu hiệu là có Bitcoin để thêm trên sàn Và nếu như mà đây là những cái hiện tượng là những sàn giao dịch họ rút Bitcoin của mình về ví chứa lạnh thì đây vẫn là cái hiện tượng cho chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin trên sàn vẫn tiếp tục bị mất đi. Khi mà chúng ta nhìn vào cái tài liệu tổng quát đó là Bitcoin còn bao nhiêu Bitcoin trên những cái sàn giao dịch thì các bạn thấy được là rất rõ ràng là sau khi mà Bitcoin nó có cái sự điều chỉnh đi xuống mạnh đó, cái thời điểm này là cái thời điểm ngày 25 tây tháng 7 thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn tiếp tục thấy cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn và tiếp tục là không thấy dấu hiệu là có Bitcoin để dư trở lại cho nên thì bây giờ nhiều người vẫn tiếp tục tin tưởng là chúng ta đang chứng kiến một cái hiện tượng gọi là cứu sốc supply Cứu sốc của nguồn cung bây giờ và giá cả sẽ có thể tiếp tục tăng trưởng mạnh nếu như mà tình hình này cứ như vậy. Bitcoin ngày lại càng biến mất đi trên những sàn giao dịch, không có đủ Bitcoin mà cái nguồn cầu, cái sự nhu cầu để mà mua và lưu trữ Bitcoin và thậm chí nhiều người đó là mua đầu tư lâu dài, sau khi mua xong họ lại đem Bitcoin khỏi sàn dẫn đến là càng ngày càng ít Bitcoin đi và đương nhiên lúc nào cũng vậy, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào lịch sử như là thường chia sẻ trước đây đó, chúng ta thấy cái đường mà màu xanh ở trên màn hình này đó giảm xuống rất là nhanh đó chính là cái số lượng bitcoin ở trên sàn và chúng ta thấy hiện tượng này đã bắt đầu từ tháng 8 của năm ngoái mãi cho đến là tháng 11 của năm 2020 thì trong thời gian này thường chia sẻ rất nhiều những thông tin với các bạn là chúng ta thấy là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn ngày lại càng nhiều Lúc đó nhiều bạn cũng không có tin những tài liệu on chain lắm Tại vì sao? Tại vì thường cứ nói như vậy nhưng mà các bạn thấy đường màu trắng này đây giá cả không phản ứng cho đến khi nào Đột ngột tháng 11 của năm 2020 thì đường màu trắng này lại có cái sự tăng trưởng lên Đó chính là giá Bitcoin tăng trưởng Thường sẽ có cái sự chi hoãn giữa cái hiện tượng là Bitcoin không còn ở trên sàn nhiều nữa cho đến khi mà giá cả À, có cái sự tăng trưởng và nhiều người bây giờ khi mà họ nhìn vào tình hình hiện bây giờ thì họ nghĩ là chúng ta có thể đang chứng kiến thêm một lần nữa là có nhiều bitcoin rời khỏi sàn